Cứ bảo xa người xa bị là tiền có đó. coi như cối xay gió. Ở thế luôn nè. Anh chị đang quay quay. Lúc nào hà thiết bị. Đang trên đường vào coi như là làng cối xay gió. Xay gió bây giờ không phải xay gạo mà là xay để nâng nước lên. Ông ngày xưa để nâng nước để chuyển nước từ này sang bên kia. Bây giờ nước nó quản lý được rồi, nguồn nước rồi thì bây giờ nó chuyển sang xay ngô xay quặng. Trước mặt nó còn thuyền đang chạy qua. Vâng. Quay này thì làm YouTuber mà sao được. Trông nó quay thế kia nhưng mà dưới là tốc độ nó nhanh lắm. Để tí nữa nó hạ cầu, quay luôn cả cái hạ cầu đang cầu cao đi. Để xem nó hạ cầu này. Quay phải từ từ chứ bác cái lia điện thoại. Ở cái tàu kia nó có cả chân vịt ở đầu nhá. Cầu ấy nó có cả chân vịt ở đầu, nó chạy ông cả nó chân vịt ở đầu kìa. À, chắc là đầu bánh nào. Chạy đầu. Đầu chắc bánh lái. Kia sóng kia có chân vịt nó quay đầu kia nó mới chạy kiểu kia. Nhưng mà chắc là đầu là bánh lái, đằng sau là bánh đẩy. Nó bánh lái cả, nó cả bánh lái ở giữa và ở đâu ở giữa. Đa phần nó bọn đâu có bánh dầu, dầu chở dầu sao? Dầu chở dầu rồi. Phải là nó phải làm thế này bởi vì nó quá nhiều sông thẳng. Thế nên nó phải làm. Nhưng mà nó giỏi nhỉ? Ừ, giỏi chứ. Cái nào hôm nay tốn kém lắm. Cái cầu lưng này với cái cầu cố định cầu này công nghệ đó, cái quan trọng là cái công nghệ đó. Công nghệ với lại còn tốn bao tiền thôi. Cầu chỉnh để hạ xuống nhìn nó đẹp đấy, sao hạ cầu đấy. Đang hạ đấy. Cần cái là cái đèn cầu, cái đèn nó lưng lên kìa. Đấy, nó hạ xuống kìa. Đèn lên là cầu xuống. Đấy, cầu bắt đầu xuống đấy. Nhưng mà hay nhỉ, cái cầu nó lưng cái đèn. Không lỏng lắm được không? Giải nhựa đấy cơ. Giải nhựa đấy cơ. Mình không ra được trực tiếp nhìn nó hạ bít tông rồi mà. Bê tông anh, bê tông. Đi nó chắc là ở ngay cái đáy này, không phải chống ở đầu kia. Bê tông nó hệ thống thủy lực từ mới đẩy được kia. Thấy bê tông. Đấy, anh con này. Đây cái làng dưới rồi thì bị bên trái đây rồi. Đây bãi xe thì mình bên trái mình đây. À, đây tất cả bãi xe ở đây. Còn nguyên cân nếu không xóa cái nhóm ấy đi thì ảnh nó vẫn trên nhóm đấy mà. Không hạ cũng không xóa. Xóa, đó là có thực thể. Còn riêng vợ chồng. Như lại có thực thể. Xóa bớt.